Để có cái nhìn cụ thể hơn về kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ đi cùng không ở trong vùng dịch được trở về thành phố Đà Nẵng, chiều nay, phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV đã có buổi trao đổi với bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Thưa bà, thì có thể thấy là cái số lượng học sinh, giáo viên cũng như là người đi cùng mong muốn trở về thành phố thì rất là lớn. Vậy thì đối với hơn 20.000 giáo viên, học sinh và người đi cùng trở về thành phố thì thành phố đã có những cái phương án cụ thể như thế nào để mà có thể đảm bảo những cái vấn đề về giao thông cũng như là về y tế thưa bà? Do số lượng người rất lớn và liên quan đến nhiều yếu tố cho nên là lãnh đạo thành phố cùng với các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện đã thống nhất một phương án. Đó là sẽ có nhiều đợt để cho học sinh, người đi cùng và giáo viên, nhân viên trở về. Trong số đó thì có 1.224 giáo viên và học sinh đến từ Quảng Nam. Số lượng này thực hiện công tác giảng dạy và học tập và đi về trong ngày. Khi đi học trở lại thì chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể. Đối với số người còn lại là 19.415 người thì chúng tôi cũng đã rà soát thống kê, thì đợt đầu tiên đó là 17.002 người đến từ 46 tỉnh thành không có ở trong vùng dịch và có thể trở về thành phố Đà Nẵng bằng phương tiện đường bộ tự túc từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021. Thì đối với những trường hợp trở về này, chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với Sở Y tế và Công an thành phố bố trí về tại 4 chốt. Đối với công tác xét nghiệm thì cũng sẽ thực hiện theo hướng dẫn của y tế và toàn bộ chi phí về công tác xét nghiệm sẽ được thành phố hỗ trợ. Số người còn lại là 2.413 người thì ở tại 13 tỉnh thành. Đối với số lượng này khi trở về thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thời gian trở về cụ thể và chúng tôi cũng sẽ rà soát đối với những người mà có đủ điều kiện để trở về đợt 1 nhưng không về được và cũng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố những việc hỗ trợ cụ thể của thành phố đối với số lượng người trở về ở đợt tiếp theo. Vậy thì đối với những trường hợp về thành phố Đà Nẵng trong đợt này thì học sinh, giáo viên cần mang theo những cái giấy tờ tùy thân gì cũng như là có những cái lưu ý gì khi trở về địa phương thưa bà? Trước khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người đi cùng trở về thì lãnh đạo thành phố đã có văn bản gửi cho tất cả các tỉnh thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ được trở về tại địa phương của mình. Và khi được trở về đến các chốt thì phải có giấy xác nhận của địa phương mà họ tạm trú cũng như các giấy tờ có liên quan đến công tác xét nghiệm, công tác đến việc tiêm vaccine có hay là không. Hoặc giả nếu như không có những vấn đề đó thì khi đến chốt tại thành phố Đà Nẵng họ phải khai báo cụ thể và được hướng dẫn trở về địa phương thực hiện đúng các quy định về công tác phòng chống dịch. Xin cảm ơn bà về buổi phỏng vấn ngày hôm nay.